Và để tiếp theo xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức với tiếng hát Xuân Trang. Xin mời em. Em xin gửi tặng một lối trích đoạn Trọng Thụy Mỹ Châu, xin dự cùng thưởng thức. Thank you.
hồn bị dâu theo bên mà. Đó thật hay trở về tay ai để cho em đi mà dò gió tháng ngày tới giờ tình cơn mê thì hồi ơi còn đâu nữa. Một vài xuân hà đang mờ khói lửa loạn ly. Cha chiều con lặng lẽ bước ra đi. Chúc tình tâm trong tâm tình màu tơ. Chúc gian nguy trên đường xa vạn ly. Cha đâu ngờ giặc thù theo dõi bước chân. Trước mặt con là một màu đen tối. Kìa phong tử thân cứ kêu gọi hồn con gả lễ cha một lần sao vui. Úng ta tờ phổ tờ dạ, xin cảm ơn và lập tương thương với gì rất nhiều.